Chào mừng các em đã đến với chương trình toán học lớp 2. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa toán 2, một cuốn vở bài tập toán 2 tập 1 và đằng sau bìa số 4 có đến kèm phần mềm sách điện tử iCBook. iCBook là phần mềm do công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nếu bạn nào chưa có, hãy truy cập ngay website icbook.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào bài học. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học hình chữ nhật, hình tứ giác. Qua bài học này thì các em sẽ biết cách nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác. Bước đầu vẽ được hình tứ giác, hình chữ nhật bằng cách nối các điểm cho sẵn trên giấy kẻ ô ly. Đầu tiên, hãy nhớ về những hình chúng ta đã được học. Chúng ta đã được học hình tròn, hình tam giác và hình vuông. Vậy các bạn còn nhớ đặc điểm của hình vuông không? Hình vuông có đặc điểm gì? Đó chính là hình vuông có bốn đỉnh và bốn cạnh dài bằng nhau. Vậy những hình cũng có bốn đỉnh và bốn cạnh như bảng con các bạn hay dùng hay quyển sách giáo khoa toán. Những hình có bốn cạnh và bốn đỉnh chúng ta thường thấy, và cái thước kẻ của các bạn cũng vậy. Đây là những hình dạng của hình chữ nhật. Mời các bạn quan sát. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc tên các hình chữ nhật. Ở đây cô có một hình gồm có bốn đỉnh và bốn cạnh. Trong đó hai cạnh dài có chiều dài bằng nhau và hai cạnh ngắn cũng có chiều dài bằng nhau. Tên gọi của hình chữ nhật sẽ được viết bởi các ký hiệu chữ cái in hoa, và hình này được đọc là hình chữ nhật A, B, C, D. Các bạn chú ý, đây là hình chữ nhật A, B, C, D. Đây cũng là một hình chữ nhật, và hình chữ nhật này là hình chữ nhật M, N, P, Q. Chúng ta thấy đây cũng là một hình chữ nhật nữa, và đây là hình chữ nhật E, G, H, Y. Quan sát hình ảnh ba hình chữ nhật ở đây thì các bạn sẽ nhận thấy hình chữ nhật có bốn cạnh và bốn đỉnh, hai cạnh chiều dài bằng nhau, hai cạnh chiều rộng bằng nhau. Và khi đọc tên hình chữ nhật, ta sẽ đọc theo chiều quay của kim đồng hồ. Còn hình tứ giác là hình như thế nào? Mời các bạn cùng quan sát. Ở đây, cô có những hình, và những hình này được gọi là hình tứ giác. Hãy cùng cô đọc tên các hình này. Hình tứ giác ở đây cũng có bốn đỉnh và được đọc là hình tứ giác C, D, E, G. Chúng ta nhận thấy hình tứ giác là hình cũng có bốn cạnh. Đây là một hình tứ giác nữa, và hình tứ giác này là hình tứ giác P, Q, R, S. Còn đây là hình tứ giác K, M, N, H. Vậy, chúng ta nhận thấy được là đặc điểm của hình tứ giác như sau. Hình tứ giác là hình có bốn cạnh và bốn đỉnh. Khi đọc tên hình tứ giác, ta sẽ đọc theo chiều quay của kim đồng hồ. Hãy cùng quan sát lại. Hôm nay chúng ta đã được học về hình chữ nhật và hình tứ giác. Để khắc sâu hơn kiến thức bài học ngày hôm nay, mời các bạn cùng cô thực hiện các bài tập. Bài 1. Dùng thước và bút nối các điểm để có A. Hình chữ nhật, B. Hình tứ giác. Vậy, để nối được các điểm thành hình chữ nhật và hình tứ giác, các bạn hãy nhớ lại kiến thức chúng ta vừa học, nhớ lại đặc điểm của hình chữ nhật như thế nào và hình tứ giác như thế nào để nối cho chính xác. Như vậy, để có được hình chữ nhật, chúng ta sẽ nối điểm A, B, D và E.
để được một hình. Và để có được hình tứ giác, chúng ta sẽ dùng thước nối lại các điểm M, N, P và Q. Vậy các hình này được đọc như thế nào? Đây là hình chữ nhật A, B, D, E. Còn đây là hình tứ giác M, N, P, Q. Bài 2. Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác? Các bạn quan sát, chúng ta có hai hình ảnh. Hình câu A, các bạn thấy là hình ảnh vẽ này giống với hình vẽ của cái gì nào? À, giống như hình vẽ của chiếc thuyền buồm, có đúng không? Còn hình B giống như hình vẽ của chiếc tàu hỏa. Những hình vẽ này được ghép bởi các hình chúng ta đã được học. Và hãy tìm để chúng ta nhận biết được hình nào có bao nhiêu hình tứ giác. Ở hình A, dễ dàng chúng ta nhận ra được có một hình tứ giác. Và ở hình B, chúng ta thấy được có hai hình tứ giác phía trên đây. Những hình còn lại là những hình chúng ta đã được học, đó là hình tròn này, hình tam giác này. Bài 3, kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được A, một hình chữ nhật và một hình tam giác. Chúng ta có một hình và chúng ta phải kẻ thêm một đoạn thẳng để cái hình này tạo thành một hình chữ nhật và một hình tam giác. Các bạn hãy mau chóng suy nghĩ để có thể thực hiện được bài tập này. Và so sánh với hình vẽ của cô, đây là kết quả của bài làm này. Chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng xuống ở đây để có thể được một hình chữ nhật và một hình tứ giác. Còn câu B, từ một hình vẽ này, chúng ta sẽ kẻ như thế nào để được ba hình tứ giác? Các bạn chú ý, chúng ta có thể kẻ như sau. Khi chúng ta vẽ một đường kẻ ngang, chia đôi cái hình này, thì chúng ta có một hình tứ giác nhỏ ở phía trên, một hình tứ giác nhỏ ở phía dưới, và cả hình này nó đã là một hình tứ giác rồi. Như vậy, chúng ta có tổng cộng 3 hình tứ giác. Hoặc các bạn cũng có thể vẽ như sau. Chúng ta vẽ một đoạn thẳng từ trên xuống, thì hình bên phía bên trái chúng ta nhìn đây cũng là một hình tứ giác. Hình bên phải cũng là một hình tứ giác. Và toàn hình này cũng là một hình tứ giác. Vậy chúng ta cũng có được 3 hình tứ giác từ cắt kẽ như thế này. Hãy mở iCBook vở bài tập toán 2 tập 1 để cùng cô luyện tập thực hành bài 22 hình chữ nhật, hình tứ giác. Trong bài này có 4 bài tập nhỏ, hãy cùng cô thực hiện bài 1. Bài 1 có 2 câu A và B, cùng thực hiện câu A. 1. Dùng thước và bút nối các điểm để được A, hình chữ nhật. Để có thể nối các điểm thành hình chữ nhật, mời các em nhấn vào nút học sinh làm bài. Chúng ta hãy nhớ lại đặc điểm của hình chữ nhật để có thể vẽ đúng hình chữ nhật. Các bạn sẽ di chuyển chuột để có thể nối các điểm lại với nhau. Di chuyển như vậy. Thực hiện tương tự như những gì cô vừa hướng dẫn. Hãy suy nghĩ để có thể nối được các điểm thành hình chữ nhật nào. Sau khi làm bài xong, hãy kiểm tra để xem tụi mình làm bài đúng chưa nhé. Nếu chưa đúng, các em có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Xong câu A, hãy thực hiện tiếp câu B. 1. Dùng thước và bút nối các điểm để được B, hình tứ giác. Để nối các điểm được thành hình tứ giác, các bạn cũng thực hiện việc kéo rê chuột từ điểm này sang điểm khác. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Thực hiện như cô hướng dẫn, hãy nối các điểm lại với nhau để có thể nối được thành một hình tứ giác. Làm bài xong, nhớ kiểm tra, xin thử mình làm bài đúng chưa nhé. Đây là các bạn chưa vẽ xong, các bạn cần vẽ đủ 4 cạnh thì mới tạo ra được hình tứ giác. Xong bài 1, hãy làm tiếp bài 2. 2. Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau.
hãy nhấn vào học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. Chúng ta sẽ tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau. Quan sát hình A, mình thấy được những hình này ghép lại và có hình giống như chiếc thuyền có đúng không? Vậy hình nào là hình tứ giác? Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm hình đầu tiên. Thì mình nhận thấy được rằng hình ở dưới cùng là hình tứ giác, cho nên mình sẽ nhấp chuột vào hình này. Thế là chúng ta đã tô màu được vào hình tứ giác ở trong hình vẽ ở câu A. Thực hiện tương tự như vậy ở câu B và câu C. Các bạn sẽ hoàn thành xong bài 2. Làm bài xong rồi kiểm tra xem thử mình làm bài đúng chưa nhé. Xong bài 2 rồi, hãy thực hiện tiếp bài 3. Bài 3, câu A. 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được A. Một hình chữ nhật và một hình tam giác. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể làm được bài tập này. Vậy thì chúng ta sẽ kẻ thêm đoạn thẳng ở vị trí nào để được một hình chữ nhật và một hình tam giác? Hãy nhớ lại đặc điểm của hình chữ nhật và đặc điểm của hình tam giác để thực hiện đúng bài tập này nhé. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Xong câu A sẽ thực hiện tiếp câu B. 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được B. Ba hình tứ giác. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để thực hiện được bài này. Mình sẽ kẻ thêm đoạn thẳng để được ba hình tứ giác. Hãy mau chóng suy nghĩ, nối các điểm thích hợp để được hình phù hợp nhé. Làm bài xong, các bạn hãy kiểm tra xem thử làm bài đúng chưa. Nếu các bạn làm chưa đúng, có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Xong bài 3, hãy thực hiện tiếp bài 4. 4. Ghi tên tất cả những hình chữ nhật có trong hình sau. Nhấn vào nút học sinh làm bài. Vậy, trong hình này có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật? Hãy nhớ lại, hình chữ nhật là hình như thế nào? À, dựa vào đặc điểm của hình chữ nhật, các bạn dễ dàng có thể viết được tên các hình chữ nhật có trong hình sau đúng không? Vậy cô sẽ hướng dẫn các bạn và ghi hình chữ nhật đầu tiên là cái hình chữ nhật lớn nhất mà chúng ta dễ dàng nhận ra được. Đó là hình chữ nhật A, B, C, D. Vậy các bạn sẽ viết A, B, C, D vào đây. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm ra được hai chữ hình chữ nhật còn lại có trong hình này. Làm xong nhớ kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa nhé. Như vậy là hôm nay chúng ta đã được học thêm nhiều bài học bổ ích. Các em hãy luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm iCBook để học tập tốt hơn nhé. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học sau.